Thưa quý vị, thưa các bạn, Bình Định là địa phương có nhiều làng nghề tiểu thủ công với các sản phẩm phong phú, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Không chỉ có biển và nguồn hải sản phong phú, Bình Định với sự ưu đãi của thiên nhiên còn có những nông sản đặc biệt như là gạo, đậu xanh, dừa. Những nông sản đặc biệt ấy với sự tỉ mẩn, khéo léo của người dân Bình Định đã làm nên những đặc sản gắn với tên đất, tên người và đi vào cẩm nang du lịch như những món ăn phải thử một lần trong đời. Ở đâu trên khắp Việt Nam cũng có những làng nghề truyền thống, mỗi làng nghề có một đặc trưng riêng, vì vậy sản phẩm làm ra dù đi đâu cũng có thể nhận biết được nguồn gốc, xuất xứ. Sản phẩm làng nghề khi được tạo ra cũng phản ánh tinh hoa của con người nơi đó. Ở Bình Định cũng vậy, hiện nay nhiều làng nghề có cơ hội mở rộng, phát triển bởi sự mở rộng giao thương. Chợ huyện Bình Định là địa danh gắn với một đặc sản nổi tiếng, nem chả chợ huyện, Tuy Phước. Nem chợ huyện có hai loại nem nướng và nem chua, nem nào cũng ngon khi được cuốn bánh tráng cùng rau thơm, xoài chua và ăn cùng thứ nước chấm đặc biệt. Cái nem chả mà chợ huyện có cái vị chua, ngọt. Những cái điểm đặc sắc của nem chả chợ huyện thì nói chung là hầu giờ là người ta truyền thống, thì khách hàng thì những cái khách mà du lịch thì họ thích, thì họ dùng những cái, họ thường tới mua những cái sản phẩm là nem chả lụa của bên nem chả chợ huyện. Mỗi ngày với hơn 20 cơ sở sản xuất, hàng tấn sản phẩm mang hương vị đặc biệt của vùng đất này góp phần làm vang danh đặc sản Bình Định. Cũng ở Tuy Phước, còn có một đặc sản khác nữa mà từ cả trăm năm nay chỉ kiên định với một cách làm truyền thống, đó là bánh ít lá gai Bình Định. Sản phẩm mang thương hiệu tập thể do Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận. Hiện có 27 hộ dân tại các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn được sử dụng thương hiệu tập thể này. Bánh ít lá gai Bình Định được làm từ bột gạo và lá gai, nhân bên trong là dừa hoặc đậu xanh. Bánh vẫn được làm theo cách thủ công truyền thống, gói bằng lá chuối, là một trong những đặc sản đặc trưng của Bình Định. Làm quá máy móc đi thì cái bánh của mình chẳng qua là nó đủ để mình tải trên thị trường, nhưng mà thực tế thì nếu người ta ăn mà ta cảm nhận thì nó không có còn cái giá trị của bánh hồi xưa nữa. Tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ chọn lá gai tươi, non, quét tay để bột gạo nếp hòa quyện với bột lá gai đến nhuyễn mịn, bột hấp vừa chín là đem đi hơ lửa cho dẻo và không bị chai, rồi những đậu xanh hạt tròn, cơm dừa không già cũng không quá non, được xào luôn tay để không vón cục lại giữ được vị thơm ngon. Từ khâu làm bột, làm nhân đến gói bánh đều phải liên tục để giữ được hương vị đặc biệt của bánh ít lá gai Bình Định. Vậy mà mỗi ngày, cơ sở này cung ứng cho thị trường từ 4 đến 5 ngàn chiếc bánh mang dáng hình của tháp bánh ít đặc biệt của nơi này. Người làm bánh giữ hương vị truyền thống, còn những người làm công tác xúc tiến thương mại thì mong muốn nhiều hơn cho đặc sản này. Mặc dù là đã xây dựng thương hiệu rồi, nhưng mà cái sản phẩm, cái bao bì, đóng gói nó cũng còn rất là đơn điệu. Nhưng mà trong thời gian tới thì cơ sở sẽ tiếp tục để xây dựng cái thương hiệu và để cái sản phẩm bánh ít lá gai Bà Dư chính thức được ghi đúng tên của mình, chứ không phải ghi tên của các cái đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành như hiện nay. Theo thống kê của Sở Công Thương Bình Định, toàn tỉnh hiện có 51 làng nghề, trong đó có 40 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống, thu hút 7.300 hộ tham gia sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động. Sản phẩm làng nghề khá đa dạng như bún, bánh, gốm mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, đan lát, gỗ mỹ nghệ, mộc dân dụng, chiếu cói, hải sản khô, vân vân. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và các tỉnh lân cận, còn lại được xuất khẩu ra nước ngoài. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho làng nghề, thời gian tới, Sở Công Thương Bình Định đẩy mạnh triển khai chương trình khuyến công xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề đầu tư ứng dụng máy móc tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào các ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao sức cạnh tranh đối với các cơ sở làng nghề.